Cháu chín, chị dậu bắc mang ra giữa nhà, ngả mâm bát múc ra la liệt, rồi chị lấy quạt cho chóng nguội. Tiếng trống và tiếng tù và đã thủng thẳng đưa nhau từ phía đầu làng đến đình. Tiếng chó sủa vang các xóm. Bà lão láng giềng lại lật đật chạy sang. Bác trai đã khá rồi chứ. Cảm ơn cụ, nhà cháu đã tỉnh táo như thường. Nhưng xem ý hãy còn lề bề. Lệt bệt chừng như vẫn mỏi mệt lắm này bảo bác ấy có trốn đi đâu thì trốn chứ cứ nằm đây, chốc nữa họ vào thúc siêu không có họ lại đánh trói thì khổ người ốm dề dề như thế nếu lại phải một trận đòn nuôi mấy tháng cho hoàn hồn vâng cháu cũng đã nghĩ như cụ nhưng để cháu nguội cháu cho nhà cháu ăn lấy vài húp cái đã nhịn xuông từ sáng hôm qua đến giờ còn gì Thế thì phải dục anh ấy ăn mau mau đi. Kẻo nữa người ta sắp sửa keo vào rồi đấy. Rồi bà lão lại lật đật trở về với vẻ mặt băn khoan. Cháo đã hơi nguội. Thằng dần vục đầu vừa thổi vừa húp soàn soạt. Chị dậu gión rén bưng một bát lớn đến chỗ chồng nằm. Thầy hãy cố ngồi dậy húp ít cháu cho đỡ sót ruột. Rồi chị đón lấy cái tiểu và ngồi xuống đó. Như có ý chờ xem chồng chị ăn có ngon miệng hay không anh dậu uốn vai ngáp dài một tiếng. Uể oải, chống tay xuống phản, anh vừa rên vừa ngỏng đầu lên. Run dày cất bát cháo. Anh mới kề vào đến miệng. Cai lệ và người nhà lý trưởng đã sầm sập tiến vào với những roi xong Tay thước và dây thừng. Gõ đầu roi xuống đất. Cai lệ thét bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều sái cũ. Thằng kia, ông tưởng may chết đêm qua. Còn sống đấy à? nộp nốt tiền siêu mau hoảng quá anh dậu vội để bát cháo xuống phản lan đùng ra đó không nói được một câu gì người nhà lý trưởng cười cách mỉa mai anh ta sắp phải gió như đêm qua đấy rồi hắn chỉ luôn vào mặt chị dậu chị khất tiền siêu đến chiều mai phải không đấy chị hãy nói với ông cai để ông ấy gia đình kêu với quan cho chứ ông lý tôi thì không có quyền dám cho chị khất một giờ nào nữa chị dậu run run nhà cháu đã túng lại phải đóng cả suất siêu của chú nó nữa nên mới lôi thôi như thế chứ cháu có dám bỏ bể tiền siêu của nhà nước đâu hai ông làm phúc nói với ông lý hãy cho cháu khất cai lệ không để cho chị được nói hết câu trợn ngược hai mắt hắn quát mày định nói cho cha mày nghe đấy à siêu của nhà nước mà dám mở mồm xin khất chị dậu vẫn cố thiết tha khốn nạn, nhà cháu đã không có. Dẫu ông chửi mắng cũng đến thế thôi. Xin ông trông lại, cai lệ vẫn giọng hầm hè. Nếu không có tiền nộp siêu cho ông bây giờ, thì ông sẽ dỡ cả nhà mày đi. Chửi mắng thôi à, rồi hắn quay ra bảo anh người nhà lý trưởng. Không hơi đâu mà nói với nó. Chói cổ thằng chồng nó lại. Điệu gia đình kia người nhà lý trưởng hình như không dám hành hạ một người ốm nặng sợ hoặc xảy ra sự gì. Hắn cứ lóng ngóng ngơ ngác, muốn nói mà không dám nói. Đùng đùng, cai lệ giật phát cái thừng trong tay anh này và chạy sầm sập đến chỗ anh dậu. Chị dậu sám mặt, vội vàng đặt con bé con xuống đất, chạy đến đỡ lấy tay hắn. Cháu van ông, nhà cháu vừa mới tỉnh được một lúc. Ông tha cho, tha này, tha này, vừa nói hắn vừa bịch luôn vào ngực chị dậu. Mấy bịch rồi lại sấn đến để trói anh dậu hình như tức quá không thể chịu được chị dậu liều mạng cự lại chồng tôi đau ốm ông không được phép hành hạ cai lệ tát vào mặt chị một cái bốp rồi hắn cứ nhảy vào cạnh anh dậu chị dậu nghiến hai hàm răng mày trói ngay chồng bà đi bà cho mày xem rồi chị túm lấy cổ hắn ấn dúi ra cửa sức lẻo khỏeo của anh chàng nghiện chạy không kịp với sức xô đẩy của người đàn bà lực điền, Hắn ngã chỏng quèo trên mặt đất, miệng vẫn nham nhảm thét chói vợ chồng kẻ thiếu siêu. Người nhà lý trưởng sấn sổ bước đến, hoa gậy trực đánh chị dậu, nhanh như cắt, chị dậu nắm ngay được gậy của hắn. Hai người rằng co nhau du đẩy nhau, rồi ai nấy đều buông gây ra, áp vào vật nhau, hai đứa trẻ con kêu khóc om xóm. Kết cục, anh chàng hầu cận ông Lý yếu hơn chị chàng con mọn. Hắn bị chị này túm tóc lẳng cho một cái, ngã nhào ra thềm, anh dậu sợ quá muốn dậy can vợ, nhưng mệt đắm ngồi lên lại nằm xuống. Vừa run vừa rên, u nó không được thế. Người ta đánh mình không sao, mình đánh người ta thì mình phải tù phải tội. Chị dậu vẫn chưa nguôi giận, thà ngồi tù để cho chúng nó làm tình làm tội mãi thế tôi không chịu được